Đây là 4 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh vừa bị lực lượng công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ, gồm Phạm Văn Lộc, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Thành Được đều trú tại tỉnh Đồng Nai và Nguyễn Quang Huy trú tại tỉnh Lâm Đồng. Đường dây này do đối tượng Huy cầm đầu. Vật chứng thu giữ gần 1 kg ma túy cùng nhiều tăng vật có liên quan. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bắt tạm giam 4 đối tượng trên để điều tra làm rõ về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Sau khi chốt giao dịch thì em sẽ được người chuyển tiền. Và em là 180 triệu. Với 2 lần giao dịch, một lần 150 triệu, một lần 30 triệu. Em biết là người quên là sai trái. Thì em cũng đã thành khẩn khai báo rồi. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với công an huyện Xuân Lộc tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Roman ở xã Xuân Trường do Nguyễn Ngọc Tính, 21 tuổi, làm quản lý, bắt quả tang 6 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 3 gói ma túy khay. Qua test nhanh, 6 trên 6 đối tượng dương tính với chất ma túy. Qua điều tra đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Xuân Lộc đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó có một đối tượng bị khởi tố thêm về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy đối với 2 đối tượng. Trong khi khách đang hát, có một anh tên Hùng đã nhờ em mua giùm cho ảnh 3 triệu tiền ma túy. Khoảng 15 phút sau, anh Phước xuống, cầm vô trong phòng, thì công an xuống bắt. Trong quý 1 năm 2023, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tỉnh Đồng Nai đã phát hiện 210 vụ, bắt 404 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng, chứa chấp và sử dụng trái phép chất ma túy, hơn 2,4 kg ma túy tổng hợp, gần 75 gram heroin cùng nhiều tăng vật liên quan khác. Qua điều tra, lực lượng công an đã tiến hành khởi tố 187 vụ, 317 bị can, xử phạt hành chính 68 đối tượng với số tiền là 142 triệu đồng. Đấu tranh triệt xóa các điểm tụ điểm phức tạp về ma túy, nhất là các cơ sở kinh doanh, nhà nghỉ, karaoke, vũ trường, quán bar, tăng cường công tác nắm tình hình, bắt là xử lý nghiêm minh các hành vi vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Không chỉ những đường dây ma túy lớn mà các đối tượng giao dịch ma túy nhỏ lẻ cũng vô cùng tinh vi. Nuốt ma túy vào bụng khi bị phát hiện bắt quả tang. Giấu trong các can đựng mắm tôm rồi gửi xe khách từ Nghệ An ra Hà Nội tiêu thụ. Mang theo trẻ nhỏ để bán ma túy hay lợi dụng khoảng trống tự nhiên trong ô tô, bình xăng xe máy, đế giày dép để giấu ma túy là những tiểu xảo của các đối tượng buôn bán ma túy. Cùng với đó là hàng loạt thủ đoạn ma mãnh, liều lĩnh khi lắp đặt nhiều camera giám sát tại chỗ ở, sử dụng con nghiện để làm cảnh giới, canh gác nghiêm ngặt, báo động từ xa. Khi mà các cái con nghiện đến giao dịch mua bán ma túy thì thường thường là phải có là người dân bản địa ở đó được nó tín tưởng thì nó mới dẫn vào cho để mua ma túy. Và ma túy thì khi giao dịch tiền thì nhận tiền một nơi, và khi giao dịch ma túy thì sẽ bỏ ma túy một nơi. Các đối tượng chống trả có thể cắn và gây cái truyền nhiễm cho mình. Thực tế cho thấy tình hình tội phạm về ma túy ở nhiều địa bàn, đặc biệt là ở các tỉnh giáp danh biên giới, hoạt động rất tinh vi, manh động bởi bọn chúng luôn mang vũ khí nóng. Vì lợi nhuận siêu khủng từ việc buôn bán, vận chuyển ma túy, nên dù biết chắc là cái giá phải trả cho hành vi phạm tội là rất lớn, nhưng các đối tượng vẫn làm liều. Khi bị lực lượng chức năng truy bắt, chúng sẵn sàng nổ súng, chống trả một cách điên cuồng hòng thoát thân. Manh động sử dụng các loại vũ khí quân dụng sẵn sàng để chống trả lại lực lượng truy bắt và sử dụng các loại vũ khí này để nhằm hoạt động vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng tham gia phạm tội về ma túy đa dạng về thành phần, lứa tuổi và quốc tịch.
tình trạng tội phạm ma túy tàng trữ vũ khí quân dụng và manh động chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, truy bắt đe dọa tính mạng cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ. Không chỉ tuyến đường bộ và tuyến đường hàng không, thời gian qua tuyến đường biển cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ diễn ra các hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Ngoài cái việc mà chúng làm thế nào để hoạt động trong cái lĩnh vực mua bán, vận chuyển ma túy, thì một cái việc nữa mà chúng tôi không lúc nào mà lơi là cái cảnh giác là xác định luôn luôn các đối tượng trong quá trình hoạt động phạm tội về ma túy, thì chúng sẵn sàng tàng trữ và sử dụng các cái loại vũ khí có độ sát thương cao nhằm chống trả lại các lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ. Và thậm chí là có những đối tượng cũng đã dùng chính những cái vũ khí mà chúng chuẩn bị để tự sát, để bịt đầu mối. Đã có nhiều vụ án đường dây vận chuyển ma túy lớn đã bị lực lượng công an triệt phá trong thời gian vừa qua. Nhưng dường như tội phạm ma túy vẫn ngang nhiên bất chấp pháp luật. Cuộc chiến với tội phạm mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy được xác định là cuộc chiến khó khăn lâu dài. Để đẩy lùi loại tội phạm của các loại tội phạm ra khỏi địa bàn, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã và đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm đẩy lùi tội phạm ma túy ra khỏi địa bàn, góp phần đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân.